Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ đến với tập thứ 42 trong series xây dựng thể chế cùng với huấn luyện viên Joseph Mourinho. Rồi, tập 42 này chúng ta chính thức là tân binh của giải Ngoại hạng Anh. Mùa giải này chúng ta sẽ lên chơi tại giải đấu cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù anh em ạ. Chúng ta bây giờ đang là một cương vị mới rồi. Chúng ta có một cương vị mới ở mùa giải năm nay, nên là chúng ta sẽ có một sức hút hơn một chút so với những gì mà chúng ta đã trải qua ở hai mùa giải tại hạng nhất Anh và hạng hai của nước Anh. Rồi khi mà lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh thì chúng ta sẽ có sức hút hơn này. Chúng ta có thể mua những cầu thủ có tên tuổi hơn một chút thay vì việc là mượn hoặc là mua những cầu thủ ở hạng dưới. Đấy, thì ở đây mình đang sơ cao ra rất nhiều những cái tên, rất nhiều những cái tên cho nhiều vị trí mà chúng ta sẽ phải bổ sung. Chúng ta sẽ cần phải bổ sung để có thể ít nhất là chủ hạng tại giải Ngoại hạng Anh cái đã, trước khi nghĩ tới những viễn cảnh xa xôi như là lọt vào top 5, top 6 hay là thậm chí là giành một danh hiệu nào đó, đúng không anh em? Kịch bản chúng ta đã vẽ ra rồi, bây giờ chúng ta hướng tới việc xây dựng nên một tập thể mạnh ở mùa giải năm nay khi mà chúng ta lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Rồi thì trước khi bắt đầu việc chúng ta thương lượng với những cái tên chúng ta đã sơ cao ở đây thì mình cũng sẽ thông báo luôn cho anh em, đó là ở mùa giải này thì chúng ta đã chia tay lần lượt, đó là tiền đạo Edin Dzeko này, tiền vệ Johan Bert Gudmason này và tiền vệ nữa đó là Albert Stacey. Những cái tên đã ra đi theo nhiều cách khác nhau, có người thì hết hạn hợp đồng, có cầu thủ ra đi khi mà một bóng nào đó đã mua. Thì đấy là chúng ta đã chia tay ba cái tên đấy. Đó là lý do vì sao mà mình đã scout ra nhiều cái tên. Thì ở đây mình đã scout ra những vị trí quan trọng, trong đó có tiền đạo này, có tiền vệ số 10 này, có tiền vệ trung tâm này và cầu thủ chạy cánh nữa. Thậm chí là mình còn có sơ cao, nếu như mà chúng ta cần chúng ta có thể sơ cao thêm một vị trí trung vệ nữa anh em nhé. Và cũng chúng ta cũng đã đón trung vệ đầu tiên, đó là Eric Pailly, tân binh đầu tiên của chúng ta mua ở mùa đông năm ngoái. Nhưng mà cho tới điểm hiện tại, tức là mùa hè mở cửa, chúng ta mới đón Eric Pailly. Đấy, thì mình cập nhật cho anh em thông tin lực lượng của chúng ta. Rồi thì ở đây mình đã sơ cao tương đối nhiều cái tên đấy, tương đối nhiều cái tên mà chúng ta sẽ bắt buộc bổ sung, rất nhiều luôn anh em ạ. Ok, thì đầu tiên nhá, sẽ là vị trí cấp bách, đó là vị trí số 10. Vị trí tiền vệ số 10 hiện tại của chúng ta có Chiquinho, là cầu thủ số 10 cổ điển này. Ngoài ra thì vị trí số 10 của chúng ta còn có Poppy Reed nữa, cầu thủ cũng có thể đảm nhận vị trí này, tuy nhiên thì không chuyên đâu. Với Poppy Reed thì cầu thủ này hợp với chạy cánh hơn. Thì ở đây mình đã scout ra những cầu thủ số 10, vị trí CAM đấy, vị trí cam đấy anh em ạ. Thì chúng ta có Dele Alli này, có James Maddison này, có Giovanni Reina này. Ở phía dưới này thì chúng ta có thêm cái tên nữa, đó là ba cái tên anh em ạ. Alli, Maddison và Giovanni Reina. Thì với Dele Alli thì cái tên này mình theo quan điểm của mình thì khả năng mua là cao hơn này. Đấy, thanh niên này chỉ số 79 này. Tuổi là 28. Tuy nhiên thì với những gì mà cầu thủ này đang thể hiện thì Quinton Tao chúng ta có thể mua sắm được. Hiện tại thì tổng ngân sách của chúng ta đang là 160 triệu euro anh em ạ. 160 triệu euro. Chúng ta đã vô địch trong trận chung kết playoff, nhưng mà không biết điều gì mà số tiền chúng ta thu về lại nó không được nhiều anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ chỉ hiện tại ngân sách của chúng ta là 160 triệu euro mà thôi. Vậy nên mình sẽ chi ra tầm 60 triệu euro là số tiền mà chúng ta có được để có thể mua sắm ở vị trí số 10 tiền đạo và cầu thủ chạy cánh anh em nhé. Thì tầm 60 củ cơ. Còn nếu như bí quá thì chúng ta có thể chi thêm khoảng 20 triệu euro nữa để có thể bù vào đấy. Rồi thì trong trường hợp này thì cái tên Ali là cái tên mà mình nghĩ là ngon nhất rồi đấy. Ngon ở đây không phải là cái chuyên môn, mà ngon ở đây là khả năng chúng ta có thể mua về. Reina thì cầu thủ người Mỹ này là trẻ nhất rồi, chỉ số cũng rất ngon, nhưng mà có tiểu sử chấn thương này. Còn với James Maddison thì rất khó đấy, ngôi sao này thì rất khó để mua đấy, tầm phải khoảng 40 triệu euro, mà ngân sách chúng ta mặc định là 60 triệu euro để mua sắm thì nó lại quá rồi anh em ạ. Tầm này thì nếu như mua tầm 25 đến 30 triệu euro là hợp lý rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ thử mua Dele Alli nhá.
À, Dele Alli có giá 19 triệu euro này. Thế Maddison bao nhiêu đây? 45 triệu. Giovanni Reja là 44 triệu. Chúng ta sẽ mua Dele Alli đi. 28 tuổi, ít nhất là với một đội bóng đang lên hạng chúng ta thì Alli cũng đủ sức rồi. Mua luôn nào. Một giải mới thì chúng ta cũng thay luôn cái trang phục anh em ạ. Chúng ta cũng thay luôn cái đồng phục áo đấu của đội bóng. Mình cũng đã chỉnh luôn rồi. Chúng ta vẫn sẽ làm việc cộng tác với hãng Adidas anh em nhé. Rồi thì với đây anh em có thể thấy ngân sách của chúng ta hiện tại chỉ là 159 thôi, chúng ta là 160 triệu euro đầu. Quỹ lương của chúng ta là 3 triệu, hơn 3 triệu một chút thôi. Thì bây giờ cái giá trị chuyển nhượng của Alli là 21 triệu thì mình cố gắng thương tạm tầm giảm xuống đi 18 triệu nhá. 17 triệu đi. Để coi huấn luyện viên của hiện tại là Everton lại là Lampard cơ. Người ta không biết là có được hay không nào. Ui giời. Vãi. Everton muốn 25 triệu 600 anh em ạ. Bịp nhờ. Không được không được. Giảm xuống thôi 20 triệu. Ít thì 20 triệu. Nhiều thì 21. Thế thôi. Vẫn 21 triệu. Kinh nhờ. Nó bọn Everton này. Cái vị trí số 10 này ấy, chúng ta có Chiquinho đá cũng ổn rồi. Nhưng mà ta cần phải có bãi đáp cờ anh em ạ. Căng nhờ. 20. Mình vẫn sẽ tầm khoảng 20 triệu thôi. Như vậy là không được rồi. Không được rồi anh em ạ. Chúng ta phải chờ xem như nào đã. Như vậy thì Everton bây giờ đã hạ giá xuống một chút. 20 triệu 300. Ok luôn. Ta muốn thương thảo, mình cố gắng giảm xuống dưới 20 triệu nhưng mà không được. Thế thôi, ta quyết định cắn răng đứt lưỡi chi 20,3 triệu cơ euro để có được Alli. Ok, tiếp tục đến phần thương lượng cá nhân nào. Alli thì là một trong những cái tên với nhiều người hâm mộ của bóng đá Anh lẫn Tottenham. Thì cái tên này gây ra rất nhiều những sự tiếc nuối. Một trong những ngôi sao không chịu lớn được. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại về phần thương thảo cá nhân. Thì mình nghĩ là với Alli thì có thể là rotation thôi. Một cầu thủ dạng xoay tua đội hình thôi. Đã cùng với Chiquinho ấy, xoay tua thôi. Như vậy thì Alli muốn Kuriko anh em ạ. Kuriko là cái vai trò có thể gọi là cao nhất ở đây. Mình giảm xuống tầm important đi. Vẫn là Kuriko à? Ok luôn. Alli nhưng còn có thể đá vị trí CF nữa. Tiền đạo lùi anh em ạ. Nên là chúng ta cũng có thể có nhiều phương án. Tiếp tục đó là hợp đồng bao nhiêu? 28 tuổi thì sẽ là 4 năm nhé. Ok. Tiếp tục đến phần phá vỡ hợp đồng. Chúng ta mua hơn 20 triệu. Mình sẽ cho tầm khoảng quá tầm 26 triệu để phá vỡ hợp đồng. Ok luôn. Tiếp theo đến lương thưởng thì cầu thủ này muốn nhận 41.000 lương. Phí phụ phí thì là bonus 370.000 phí hợp đồng này, và ghi được 5 bàn thì nhận 240.000 euro. Cao quá, giảm thôi. Lương mình sẽ tăng lên khoảng 4.4 nhưng cái bonus thì giảm xuống tầm khoảng 220. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm tân binh đầu tiên ở mùa hè năm nay, đó là tiền vệ Dele Alli từ câu lạc bộ Everton. Rồi. Chúng ta cũng sẽ đặt mục tiêu ở mùa giải mới khi mà chúng ta lần đầu tiên tham dự ngoại hạng Anh sẽ là trụ hạng anh em ạ. Chúng ta sẽ cố gắng trụ hạng, đó là cái mục tiêu cơ bản nhất thiết nhất chúng ta có thể hướng tới. Còn nếu không mình sẽ hy vọng cao hơn cơ, tham vọng của mình là lớn hơn, thậm chí chúng ta đang còn hướng tới việc góp mặt trong top dự
tấm vé dự cúp châu Âu có thể là Europa League, hoặc là bét nhất thì cũng có thể là Conference League nữa, cúp C3 đấy. Ok, Ali sẽ mặc áo số 8 luôn. Alvarado, tiền vệ mà chúng ta đem về ở mùa đông năm ngoái, sẽ mặc áo số 7. Ok, đánh giá nào, đánh giá từ đánh giá gì đây? À đúng không, chắc chắn là A luôn. Thương lượng một phi vụ rất ấn tượng và được đánh giá cao đấy. Ali còn có thể đá vị trí CM, over the rating 80, rất ngon luôn. Ok, rồi bây giờ như vậy chúng ta sẽ xóa Madison này, xóa Reina anh em nhé. Chúng ta đã bổ sung một tiền vệ số 10 rồi. Tiếp tục bây giờ sẽ là một tiền vệ đi, tiền vệ. Với vị trí tiền vệ thì mình sẽ cao nhiều nhất luôn đấy, nhiều lắm ấy anh em ạ. Mình sẽ cao rất nhiều vị trí tiền vệ, đếm sơ qua tầm 10 người đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ có vị trí của Manuel Ugarte, rồi thì João Mario, Sonny West, Lino Timbleman, Christian Eriksen, Fred Đại Đế, Andre Gomes, Inke Gundogan, Imran Luza, Mikola Savarenko, Kevin Thuram và ok đấy. Thì những về vị trí CM tiền vệ đấy, để chúng ta sẽ đá hai tiền vệ, trong đó thì sẽ có một tiền vệ phòng ngự CDM và nhô lên một chút sẽ là một tiền vệ CM, sẽ chuyên phụ trách việc tịnh tiến bóng và có thể là nhạc trượng nữa. Thì ở đội hình hiện tại của chúng ta có Riley Mcree, có vị trí của Andre Mercado, nhưng mà hai thanh niên này thì với cá nhân mình nghĩ thì Riley Mcree là cái tên chơi ổn, nhưng mà chúng ta phải bổ sung thêm. Còn với thanh niên Mercado thì không đánh giá cao lắm, nên chúng ta sẽ cố gắng mua thêm một cầu thủ nữa ở vị trí cầm trịch ở khu vực giữa sân. Thì trong trường hợp này thì cái tên mình ưng ý nhất có lẽ là vị trí của Eriksen lẫn Ike Gundogan. Tuy nhiên thì hai thanh niên này già rồi, tầm hơn 30 rồi. Với Gundogan thì cầu thủ này đang khoác áo Aston Villa và mức phí phá vỡ hợp đồng là 29,5 triệu euro. Còn với Eriksen thì là 24 triệu euro. Trẻ nhất ở đây thì có lẽ là Manuel Ugarte rồi. Thanh niên này cũng có thể đá vị trí CDM, nhưng mà hiện tại mình không biết over rating là bao nhiêu và cũng chưa biết phí phá vỡ hợp đồng. Bây giờ mình sẽ từ start scouting nhé, tức là sẽ tìm hiểu trước khi mua. Có thể mua cả hai cũng được, chúng ta bổ sung cả hai cái tên cũng được. Tiếp tục đó là Mikola Sabalenko 40 triệu, này 40 triệu thì có lẽ chúng ta sẽ cho next luôn. Cầu thủ trẻ còn lại đó là Kevin Thuram 35 triệu, Luza đi 19 triệu, 25 tuổi, người Maroc, khá ổn. Andre Gomes 5 triệu này, 30 tuổi anh em ạ. Over rating là 75. Coi Luza là bao nhiêu nào. Luza thì chưa biết. Fred thì là 17 triệu 80. Thử nhá. Được anh em ơi. Fred tầm 30 tuổi thì có thể đá tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa. Và với kinh nghiệm của Đại Đế thì chúng ta có lẽ không cần bàn cãi. Việc đá tại MU thì có thể hơi tấu hề, nhưng mà khi mà đến với một đội bóng có tiềm lực thấp hơn, có cái kỳ vọng ít hơn, nó không cao, thì mình nghĩ là Fred đủ đấy, đủ có thể giúp cho chúng ta. 31 tuổi, 31 tuổi thì chúng ta sẽ ký trong vòng 2 năm, nhưng cái phí mua mình sẽ giảm xuống, sẽ tầm khoảng 14 triệu đi. Nếu như chúng ta không thành công thì cũng chẳng sao cả. Rồi, chúng ta đang làm việc với Southampton, đội bóng chủ quản của Fred chứ không phải là Manchester United. Rồi tiếp theo nữa là Southampton muốn cái sell on clause, tức là 5%, tức là nếu như chúng ta sau này bán Fred thì Southampton sẽ nhận 5% tiền mà chúng ta bán đi. Ok, kìa, từ từ nào, 17 triệu nha. Được, giảm xuống. Mình vẫn trung thành 14 triệu thôi. Chúng ta cần phải bổ sung một tiền đạo nữa anh em ạ. Vẫn là 17 triệu. Được, ta cần phải cương quyết trong thương vụ này. 14 triệu. Nếu như không thành công chúng ta sẽ reject, chúng ta sẽ quyết định ngừng luôn thương vụ này.
Ok, như vậy đến với Southampton thì họ cần một chút thời gian. Họ cần một chút thời gian để có thể nghĩ về cái giá mà 14 triệu euro mà chúng ta đã thương lượng, đã offer. Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi với thương vụ Fred. Bây giờ thì sẽ là vị trí chạy cánh. Chúng ta đã chia tay Goodmanson. Và trong đội hình của chúng ta thì những cầu thủ có thể khả năng chạy cánh thì có Alexander Alvarado này, Ivan Cavallero này và Poppy Reed. Đấy, chúng ta sẽ bổ sung thêm thôi. Chúng ta sẽ phải bổ sung thêm. Thì ở đây mình sẽ cao Ramil GX này, 30 triệu euro này, 31 tuổi, một kèo trái rất thơm. Ở phía dưới này chúng ta có hai cái tên nữa, ba cái tên nữa, bốn cái tên. Đó là Cole Palmer của Manchester City này. Cũng chưa biết giá bao nhiêu. Rồi là Jeremy Doku, cầu thủ ngoài đời thì cũng đã chính thức cập bến Man City rồi. Phí phá vỡ hợp đồng là 32,5 triệu euro. Tiếp theo đó là Ryan Mpelmo của Brentford và Michel Olise của câu lạc bộ Crystal Palace. Ok, chúng ta sẽ thử mua Michel Olise nhé. Ủa ôi, vãi, anh em có thể thấy này, cầu thủ này có giá là 80 triệu euro. Thôi. Có nha, thử mượn đi. Vậy là không mượn được. Thôi, vậy chúng ta sẽ xóa Olise nhá. 84 triệu euro anh em ạ. Thôi. Chết đấy. Ok, quay lại thêm vụ nữa nào. Đục Copamer thử mượn nhá. Thử mượn Copamer đi. Với Man City mình nghĩ là khó mua lắm. Ta xem cụ thử mượn Copamer đi. Nếu mà OVR thấp quá thì chúng ta có thể mua thêm. Có gì đâu. Tầm này có tiền mà. Nó đang làm việc với Pep chọc. Sẽ mượn Copamer nhá. Mượn và không kèm điều khoản mua đất đâu. Với Copamer mình nghĩ là thanh niên này OVR tầm khoảng 7 mấy thôi. Dưới 80 đấy. 72, 73. Và thậm chí là tầm khoảng 70 cơ. Có hai option này. Basic Term tức là thỏa thuận bình thường thôi, cơ bản thôi. Toàn chủ bài tức là often có mượn kèm điều khoản mua đất. Okay. Mượn bình thường thôi chứ không mua đất đâu. Mượn trong vòng 1 năm. Ok luôn. Tiếp tục đó là cái trả lương chia nhau 60-40. Mình nghĩ tầm khoảng 50-50 đi. Trời ơi, một cậu trẻ 50-50 đi. Ok luôn này. Ok, chúng ta sẽ có tân binh tiếp theo. Đó là tiền vệ trẻ Cole Palmer từ Manchester City. Rồi, bây giờ đến ok, vậy là xong này. Tiếp tục là tiền đạo đi. Tiền đạo ở đây thì mình đã sơ cao ra được Ivan Toney và Rasmus Højlund. Højlund hiện tại thì không phải là đá cho MU đâu. Hiện tại trong tựa game FIFA 23 thì Højlund đang chơi cho câu lạc bộ SK Stormgrass. Có lẽ là cầu thủ này đã chuyển tới từ Atalanta rồi. Hiện tại Højlund cũng không được đánh giá cao đâu anh em ạ. Nếu anh em hỏi mua nhưng mà mình nghĩ là không ổn đâu. Ivan Toney đi. Ivan Toney có giá phá phi vớp đồng là 37,5 triệu euro. Trong đội hiện tại của chúng ta vị trí tiền đạo ấy, sau khi chia tay Zeko chúng ta còn ba cái tên. Đó là Oscar Estupinan này, đó là Jason Click-Harris và Raymond Tachier. Thì mình nghĩ vị trí tiền đạo cũng không quá cấp thiết đâu anh em ạ. Nên là chúng ta khả năng là chúng ta sẽ reject hai thương vụ tiền đạo đi. Nếu mà chúng ta bí quá thì mùa đông chúng ta có thể bổ sung thêm hai anh em nhá. Ok, liệu cơm gấp mắm thôi, chúng ta không thể chi một cách vô tội vạ được. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi vào thương vụ Fred. Obama để chính thức cập bến rồi, bạn đồng cho mượn. Rồi ở đây thì bổ sung thêm ai anh em nhỉ? Doku với Mpelmo thì chúng tôi tạm thời là cứ như vậy đi. Ok anh em nhá. Rồi ok thì bây giờ đến chiều bán này, chúng ta đang nhận một cái offer từ câu lạc bộ gì đây? FC Aroca cho trường hợp của tiền vệ Afonso Machado, một cầu thủ 19 tuổi và đang đá vị trí CM hoặc là CDM như mình đã nói. Chúng ta đã có Ali rồi và sắp tới có khả năng là có cả Fred nữa, nên là mình nghĩ là Machado này thì nên bán, nhưng mình sẽ bán với giá cao hơn. 19 tuổi, OVR 67, bán tầm khoảng 6 đến 7 triệu rồi.
ta không thể bán với giá thấp như thế được. Với câu lạc bộ FC Aroca này thì mình cũng biết đội bóng này đến từ đầu, khả năng là đến từ Nam Mỹ đấy. Rồi, cái phí trên thị trường chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng của Mercado là 2,4 thôi, 2,2 triệu 400 nghìn euro, muốn cao hơn 6 triệu cho Machado. Ok, như vậy là không thành công rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Fresh nào. Như vậy thì Southampton đã chấp nhận mức phí 14 triệu euro mà chúng ta đã offer với thương vụ Fresh. Bây giờ chúng ta sẽ đến thỏa thuận cá nhân anh em nhé. Chúng ta sẽ thỏa thuận cá nhân với Fresh thôi. 31 tuổi thì có thể đá ngon trong vòng 3 năm đấy. 2 đến 3 năm. Một đội bóng tân binh chúng ta thì cần có thêm cái chuyên sự kinh nghiệm, có thêm kinh nghiệm anh em. Rồi, với thương vụ Fresh, mình nghĩ của tuần này rotation thôi, chơi tour với tiền vệ Riley Macri thôi. Ô, như vậy là Fresh muốn squad role của mình là Crico, ok luôn. Tiếp tục là trong vòng 3 năm thôi, những cầu thủ trên 30 tuổi mình ký trong vòng 2 đến 3 năm thôi. Dù là phí phá vỡ hợp đồng, chúng ta mua 14 triệu thì mình nghĩ là với việc phí phá vỡ hợp đồng với Fred thì 31 tuổi thì thôi, phí phá vỡ là 17 triệu euro thôi. Rồi tiếp tục là lương thưởng 43.500 euro lương này, bonus là 420.000 euro này, và Rasen 15 trận thì nhận được 170.000 euro. Đắt quá nhỉ. Đây, chấp nhận luôn. Không sao, chấp nhận luôn. Ở đây mình ấn nhầm đấy anh em ạ. Mà thôi, chấp nhận luôn. Ok, chúng ta sẽ có tân binh tiếp theo, đó là Fresh đại đế từ câu lạc bộ Southampton. Rồi, ổn phết rồi đấy anh em ạ. Bây giờ tiếp tục là đánh giá về thương vụ là A luôn. Chúng ta đang hoạt động khá tốt trên thị trường chuyển nhượng. Fred cũng có thể đá vị trí CDM. Ok. Rồi, thì đây là ba cái tên mà chúng ta đã đem về đấy. Cole Palmer từ Manchester City với bản hợp cho mượn. Dele Alli từ câu lạc bộ Everton với giá mà chúng ta đem về là 20 triệu euro. Cái tên còn lại đó là Fresh từ Southampton, 14 triệu euro. Như vậy chúng ta đã chi ra tổng cộng khoảng 14 này, 20, 34 rồi, tầm khoảng 34 rồi, 35 đấy, 35 triệu euro rồi anh em ạ. Đấy rồi, bây giờ thì Cole Palmer mới chính thức cập bến Wigan Town này. Cầu thủ trẻ 22 tuổi, mà ngoài đời thì anh đã gia nhập Chelsea chứ. Này chính là cầu thủ của Chelsea đấy, nhưng mà hiện tại thì đang là Manchester City. Cầu Palmer sẽ số áo 11 luôn này, cũng được đấy. Một kèo trái khá là triển vọng. Sẽ coi không biết là có player rating không như là không đâu. OVR 72 à, cũng được đấy, cũng không quá là thấp lắm.
Trời ơi anh em ơi, thề mình không tin được luôn anh em ạ. Chúng ta bất đắc dĩ phải chia tay Oscar Estupinan rồi. Thật đáng lòng khi mà Estupinan đã quyết định chia tay với Tao khi đội bóng đến từ Italia, đó là FC Venezia, đã quyết định giải phóng hợp đồng. Phí pháp rầm của Estupinan chúng ta ký vào mùa giải năm ngoái chỉ giá 10 triệu euro thôi. Và bây giờ chúng ta quyết định chấp nhận bán Estupinan một cách rất bất đắc dĩ anh em ạ. Thề cầu thủ mà chơi rất hay ở mùa giải năm ngoái ở lượt về rồi, đánh giá ép luôn. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải bổ sung tiền đạo anh em nhé. Một cái thương vụ bất đắc dĩ mà chúng ta phải cắn răng cắn lợi để bán Estupinan. Cái này là không phải lỗi, khả năng là lỗi do mình rồi. Khi mà ở trong hợp đồng của Estupinan thì cái phí pháp hợp đồng chỉ có 10 triệu euro thôi anh em ạ. Có 10 triệu euro thôi. Trời ơi. Thế bây giờ chúng ta phải bổ sung thôi anh em ạ. Chúng ta có thể phải bổ sung một tiền đạo đẳng cấp đấy. Ok anh em ơi. Thế thương vụ Estupinan khiến cho kế hoạch của chúng ta ở mùa hè năm nay, ở mùa chuyển nhượng tưởng chừng như đã hoàn hảo rồi, đã ngon ăn rồi, nhưng mà không anh em ạ. Rất cay luôn khi mà chúng ta đã để mất Oscar Estupinan khi mà lỗ hổng mang tên phí phá vỡ hợp đồng đã được câu lạc bộ FC Venezia giải quyết một cách ổn thỏa với giá chỉ là 10 triệu euro thôi. Chỉ có 10 triệu euro cho một tiền đạo đã ghi tới gần 30 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái tại giải hạng nhất của nước Anh anh em ạ. Rất cay mà thôi. Lần này chúng ta cũng sẽ chấp nhận thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải có những sự thay thế thôi. Khi mà trong đội của chúng ta đã chia tay Zeko như đã nói, thì bây giờ chúng ta mất luôn Oscar Estupinan. Bây giờ hiện tại chỉ còn Jason Clegg Harris và Raymond Tachie thôi là những cầu thủ ở vị trí tiền đạo cắm, và mình không bao giờ đặt niềm tin vào hai thanh niên đấy. Hai cầu thủ đấy thì chỉ có xuất phát ở bằng cái dự bị thôi, nên là chắc chắn chúng ta cần phải bổ sung thêm. Thậm chí nếu như chúng ta muốn, mình có thể sẽ mua luôn cả hai tiền đạo cơ cho nó máu. Thế đây mình cũng đã vừa đi chợ một chút trên thị trường chuyển nhượng. Có cả việc mình tìm kiếm bằng cơm, thì còn có đội ngũ scout cũng đã gửi về. Thì ở đây chúng ta đã scout ra được tổng cộng là để bao nhiêu đâu, 6 cái tên anh em ạ. 6 cái tên ở vị trí tiền đạo. Đầu tiên là vị trí cái tên thứ nhất, đó là Mathis Apply. Thì cái tên này được đội ngũ scout đánh giá khá ngon, 21 tuổi, OVR 76, và cái chỉ số cũng tương đối là xanh này. Giá chỉ là 17 triệu thôi anh em ạ. Mua luôn. Quá ngon trong tầm giá rồi. OVR của Oscar Estupinan cũng tầm 77 thôi. Cầu thủ này mới 21 tuổi. Nên là chúng ta sẽ đầu tư luôn. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn anh em ơi. Đây rồi. Ngân sách của chúng ta sau khi bán Estupinan thì còn là 126 triệu euro. Ta sẽ giảm giá xuống một chút. Đồng này đi bón được đồng nào thì bón anh em ơi. 15 triệu đi. Bón được đồng nào thì bón thôi. Ơ kìa ha. Như vậy là tạch rồi anh em ạ. 15 triệu mà không bán á, vô lý nhỉ. Như vậy chúng ta đã tạch thương vụ Mathis Apply, cái tên mình thấy khá là ngon đấy. Mà không sao, chúng ta sẽ quay trở lại với 5 cái tên còn lại. Đó là tiền đạo Marcus Thuram Pháp, Osonhe Edouard, Jorgen Stan Lassen ấy. Alfredo Morelos và Lucas Emecha. Thì Emecha có giá 37 triệu. Morelos có giá 14,5 triệu. OVR thì chúng ta chưa biết. Lazen này có giá 20 triệu. 24 tuổi và cũng là cái tên trẻ nhất. Trẻ. Nói chung là Apply là cái tên mình nghĩ là hơi tiếc thôi. Marcus Thuram thì chưa biết giá. Eduard thì là 23 triệu. OVR ở đây Lazen khá là ngon này. Ok, mua La Sen anh em nhé. Chúng ta sẽ nhắm cầu thủ trẻ trước.
vẫn tiếc anh em ạ, vẫn tiếc cái thành tiền Oscar hay Suminan cực luôn đấy, tiếc vờ lờ luôn. Ta sẽ làm việc với đội ngũ và lãnh đạo của câu lạc bộ chủ quản hiện tại của Lazen, đó là Burley. Bây giờ chúng ta sẽ giảm giá xuống một chút, 19 triệu đi, xem phản ứng như thế nào. Ok, như vậy là 29 triệu á, căng vậy. Chúng ta sẽ thử đổi cầu thủ đi, midfield, đó là trường hợp của Pedro Andrade. Cùng với đó là giảm giá số một chút, đắt quá nhỉ, 19 triệu 700. Ra quyết định trao đổi cầu thủ. Như vậy là đội bóng này đã từ chối việc đổi cầu thủ anh em ơi, và vẫn đinh ninh là mức phí 29 triệu chứ, chắc 30 triệu euro đi, căng quá. Như này vẫn đắt quá anh em ạ. Giảm xuống đi, này đắt quá, 25 triệu, 25 triệu đi. Ok, như vậy chúng ta đã quyết định chi 25 triệu euro để có được thương thủ tiền đạo Lasen từ Burnley. Đây như không biết là có phải là cái tên đắt giá nhất hay không đấy, nhưng mà mình cũng không chắc lắm. 24 tuổi, cầu thủ người Na Uy, có thể là Erling Haaland riêng của chúng ta luôn. Rồi, bây giờ đến thỏa thuận cá nhân với tiền đạo này. Khả năng là nếu như không có trường hợp nào ra đi khi mà phí phá vỡ hợp đồng thì có lẽ là thương vụ cuối cùng của chúng ta ở mùa hè năm nay anh em ơi. Tất nhiên rồi, Lasen sẽ đóng vai trò quan trọng nhất luôn, Urico. Năm 24 tuổi với 5 năm. Tiếp tục đến phí phá vỡ hợp đồng nào. Bây giờ chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, ta mua 25 triệu, phí phá vỡ hợp đồng mình sẽ nâng lên là 40 triệu. Ok luôn. Tiếp tục đến lương thưởng, 37, lương là 37.000 euro này, phí lương bonus 5 bạt, lương sẽ tăng lên 39.000, bonus giảm xuống đi, 200 thôi. Ok, chúng ta sẽ chào đón tân binh thứ tư chúng ta của mùa giải năm nay, ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, đó là tiền đạo Lasen từ câu lạc bộ Burnley với mức phí 25 triệu euro. Không biết là đây có phải là cái tên đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng hay không. 24 tuổi nhưng mà cũng ổn đấy. Erling Haaland của chúng ta chăng? Phải chăng năm ngoái chúng ta mua Oscar Suminan, chúng ta có Lukaku rồi, nhưng mà bây giờ rất tiếc là Lukaku của chúng ta đã ra đi. Ta sẽ đón chào Erling Haaland mới. Cái này như là thuật chân phải nhưng mà nếu mà thuật chân trái thì không khác gì Haaland luôn. Đây rồi, Sechan Lasen, cái tên tương đối khó đọc, mình sẽ nói gọi tắt luôn là Lasen nhé, số 9 luôn. Ok, để coi đánh giá nào. Đánh giá A luôn anh em ạ. Chúng ta có 3 cái hợp đồng, 3 cái tên tân binh chúng ta đều được đánh giá A, 7-8. Ổn đấy, rất ổn luôn. Ok anh em ơi, anh em có thể thấy cái email và điều mình không mong muốn nhất nó đã thành hiện thực rồi. Một lần nữa chúng ta bị một đội bóng khác đập tiền vào mặt để có thể giải phóng hợp đồng một cầu thủ của chúng ta. Lần này cái tên mà chúng ta sẽ chấp nhận mất đó chính là Luis Agustinson anh em ơi. Trời đất ơi, chúng ta đã mất Oscar Zimran, và bây giờ chúng ta mất luôn Luis Agustinson với một cái kịch bản quen thuộc
đó là phí phá hợp đồng 8 triệu euro anh em ạ. 8 triệu euro để có được Louis Agustinson. Và như vậy thì Sevilla đã mua thành công rồi. Và tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải mua thêm thôi, chúng ta phải sự thay đổi thôi. Khi mà trong đội hình của chúng ta thì vị trí hậu vệ cánh trái bây giờ thì đã mất Agustinson, bây giờ chỉ còn duy nhất Mustafa Seck mà thôi. Chúng ta phải mua thêm, chúng ta phải mua thêm cái mới, mua thêm một tân binh nữa anh em ơi. Ê, mình cay thật đấy anh em ạ. Chúng ta mất Agustinson rồi và mình đã lục tung trên thị trường chuyển nhượng. Và bây giờ cái tên còn lại duy nhất mình sợ cao chỉ duy nhất một cái tên thôi, đó là Kostadinos Simikas của Liverpool và hiện tại đang khoác áo Napoli. Chúng ta không biết là giá trị chuyển nhượng bao nhiêu mà bây giờ chúng ta đang phải bổ sung ngay lập tức anh em ạ. Thì cay thật, chúng ta mất Agustinson một cách rất cấp bách. Và bây giờ chúng ta sẽ phải mua một cầu thủ backup, một cầu thủ thay thế. Nó không khác gì một cái tên, một thương vụ panic buy, một thuật ngữ trong chuyển nhượng mà nhiều anh em có thể biết tới. Với thương vụ Simikas như đã nói, chúng ta khả năng phải bù thêm rồi 11 triệu euro để xem Simikas, để xem Napoli có đồng ý hay không. Như vậy là không đồng ý rồi, khá là ban căng đấy anh em ạ. Khả năng là chúng ta phải mua thêm, mua cầu thủ này, mua vị trí hậu vệ phải này, hậu vệ trái này ở một hạng dưới thấp hơn. Ok anh em, đợi mình sờ cao một chút nhé anh em ơi. Sau một hồi sờ cao, chúng ta đã mất Agustinson một cách rất cay đắng, một cách quen thuộc, giống như chúng ta đã mất Oscar Stubina. Bây giờ thì chúng ta phải lục tung trên thị trường chuyển nhượng để mua một vị trí hậu vệ cánh trái anh em ạ. Khi mà trong đội hình của chúng ta bây giờ thì chỉ duy nhất Mustafa Seck có thể đá vị trí này thôi. Và tất nhiên chúng ta không thể tin tưởng vào một cầu thủ như vậy, chúng ta phải bổ sung thêm một cầu thủ nữa. Thì ở đây mình đã lục tung rồi, khác với những vị trí ở hàng công như tiền đạo hay tiền vệ số 10 hay chạy cánh thì rất nhiều những cái tên nổi bật. Nhưng ở vị trí hậu vệ cánh trái nói riêng hay là vị trí hậu vệ nói chung ấy thì rất là khó, là khó tìm anh em ạ. Đội ngũ sờ cao thì cũng không làm việc một cách nghiêm túc để có thể sờ cao ra được những cái tên tốt nhất. Bây giờ mình đã sờ cao ra những cái tên đây, 5 cái tên cho vị trí hậu vệ cánh trái. Thì ở đây cái tên trẻ nhất đó là Zemura từ câu lạc bộ FC Boy 1, cái tên mà anh em đã quen rồi khi mà chúng ta đã gặp Boy 1 ở mùa giải năm ngoái tại giải hạng nhất Anh. Cái tên trẻ thứ hai đó là Vitaly Mikolenko từ câu lạc bộ Everton. Rồi cái tên dài nhất ở đây chính là Lucas Digne từ Manchester United, hậu vệ người Pháp. Ngoài ra thì chúng ta còn có Kai Henrique này từ West Ham và Fodor Baloturi từ câu lạc bộ FC Lorient của Pháp. Thì chúng ta sẽ, trong trường hợp này chúng ta không biết là chỉ số bao nhiêu cả. Cái tên ngon nhất có lẽ là Lucas Digne rồi. Rồi Kai Henrique, thử mua Kai Henrique nhé. 26 tuổi, ngân sách của chúng ta và hiện tại bây giờ là tầm khoảng 98 triệu euro nữa anh em ạ. Chúng ta như dự định, chúng ta chi 60 triệu euro rồi. Chúng ta sẽ phải bù thêm khoảng 20 triệu euro nữa anh em ơi. Rồi chúng ta không biết là KWNK có giá bao nhiêu, thử ngồi trước là 13 triệu euro coi sao, thì coi phản ứng của West Ham sẽ như thế nào. Như vậy là không thành công rồi, David Moyes đã lắc đầu rồi. Tập 42 này có lẽ sẽ không có trận bóng nào đâu anh em ạ, sẽ xoay quanh việc mua sắm thôi. Rồi tiếp tục đó là Mikolenko đi. Mikolenko từ Everton. Mình sẽ mua tầm khoảng dưới 20 thôi anh em ạ. Đây là giá trước 12 triệu. Như vậy là vẫn không thành công anh em ơi. Rồi như vậy chúng ta sẽ xóa Mikolenko lẫn Kai Henrique. Bây giờ chỉ còn 3 cái tên nữa thôi, nó là Paulo Touré. Mua Paulo Touré, như vậy là 13 triệu này, ok luôn.
Rồi chúng ta quyết định mua ngay luôn chứ không cần phải thương lượng nữa. Bây giờ sẽ đến việc mua sắm, tức là thương lượng cá nhân thôi, thỏa thuận cá nhân với Paulo Touré. Cái thương vụ này ấy, nó rất là bất đắc dĩ anh em ạ. Chúng ta mất Agudison, cái tên mình rất rất cao. Khi mà cầu thủ đấy có overall rất ngon, ngoài ra thì cái chỉ số cũng tương đối ổn luôn. Bây giờ thì với Border Paulo Touré thì cầu này sẽ là Corico luôn, sẽ đá chính luôn. Mua về để thay cho Agudison mà. 27 tuổi chúng ta sẽ ký trong vòng 4 năm. Tiếp tục là phí phá hợp đồng. Mày ở tầm này mình cho lên 30 triệu euro cơ. Không phải là Agudison muốn 20 thôi, 15 thôi, sẽ tăng lên là 20. Vẫn là 15 à? Mày 18 đấy. Vẫn 15. Vẫn 15 luôn. Bonus à, tức là lương thì tầm 30 ngàn, bonus thì tầm 100 thôi. Ok luôn. Một thương vụ 3 nick buy anh em ạ. Chào đón tân binh. Tập thứ 42 cũng có thể sẽ, cũng có lẽ sẽ kết thúc ngay tại đây luôn. Tập này thì sẽ không có trận đấu nào anh em ạ, khi mà việc thương thảo chuyển nhượng nó làm việc nó cũng khá là dài rồi, thời gian cũng tương đối là rất là dài cho anh em ạ, thời gian thời lượng của video này thì ok anh em ơi. Tập thứ 42 trong series Jose Mourinho xây dựng đế chế cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em, đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của kênh.